Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Rằm tháng 7 cận kề, công an cảnh báo mối nguy bà hỏa từ việc đốt vàng mã. Giá vàng ngày một tăng mạnh. Bão số 2 gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc. Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng. Sau đây là những thông tin chi tiết của chương trình. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ từ việc đốt vàng mã. Theo đơn vị này, thờ cúng tổ tiên vốn là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt, trong đó có việc thắp hương, đốt vàng mã, nhất là vào các ngày rằm, mùng 1 và các ngày lễ Tết. Trên thực tế, không ít những vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân là do việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã gây hậu quả nghiêm trọng. Những vụ cháy như vậy thường xuất phát từ việc bố trí nơi thắp hương thờ cúng không đảm bảo khoảng cách phòng cháy chữa cháy, để quá nhiều vàng mã gần vị trí thắp hương, vị trí đốt vàng mã không đảm bảo khoảng cách an toàn, trong quá trình hóa vàng không có người trông coi đã tàn lửa có thể cháy lan sang các vật dụng xung quanh gây ra cháy. Phiên giao dịch ngày 10 tháng 8, giá vàng đã leo lên mức 1.794 USD cho một ounce, tương đương 51 triệu đồng cho một lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng một tháng qua. Theo các chuyên gia, giá vàng đang ngày một mạnh lên vì đồng USD có dấu hiệu suy yếu, cũng như thị trường đang bắt đầu kỳ vọng lạm phát của Mỹ hạ nhiệt. Daniel Pavilonis, chuyên gia phân tích RGO Future cho biết, vàng hiện đang được hưởng lợi từ đồng USD giảm giá và trọng tâm quan trọng nhất là chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay. Một khảo sát cho thấy người Mỹ đang kỳ vọng lạm phát giảm nhiệt. Hãng tin Reuters khi thăm dò ý kiến của các nhà phân tích cho rằng dự báo CPI tháng 7 giảm xuống còn 8,7 đến 8,8%. Trong khi đó, CPI tháng 6 cao đỉnh điểm trong vòng 41 năm qua khi đạt mức 9,1%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 16 giờ chiều ngày 10 tháng 8, bão số 2, bão Mulan đã đi vào vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía Đông Nam, cách Nam Định 320 km về phía Đông. Dự báo đến 4 giờ sáng hôm nay ngày 11 tháng 8, tâm bão sẽ đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão vẫn giữ nguyên cấp độ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Để ứng phó với bão số 2, chiều 10 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo ông Hiệp, bão số 2 khi đổ bộ vào Việt Nam có thể gây mưa lớn cho các tỉnh phía Bắc, có nơi đạt mức 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Do đó, ông lưu ý các tỉnh miền núi phía Bắc cần có người cảnh báo và gác tại các khu vực có nguy cơ sạt trượt, các ngầm tràn. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 10 đến 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm trên một đợt, có nơi trên 250mm trên một đợt. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận Định. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới đây đã có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những nội dung được đề cập liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ chỉ đạo điều tra mở rộng đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm tốt công tác thu hồi nguồn tiền từ hoạt động tín dụng đen. Theo báo cáo, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh, cá nhân, băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen và tăng cường xử lý các vi phạm. Trong đó, lực lượng khởi tố 1.575 vụ trên 3.399 bị can, xử phạt hành chính 719 vụ trên 1.182 đối tượng. Riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố 1.038 vụ
trên 2.025 bị can, xử lý hành chính 359 vụ trên 485 đối tượng. Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Kính thưa quý vị, đâu là khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen? Liệu chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hiện nay đã đủ sức răn đe? Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như thế nào? Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Liên Đăng Phước Hải, giảng viên khoa luật đến từ Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Công an, chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ, hình phạt cao nhất chỉ là 3 năm tù, chưa đủ sức răn đe. Một bộ phận người dân vẫn tìm đến tín dụng đen, chưa nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định thỏa thuận về vay mượn dân sự, dẫn đến việc các đối tượng thực hiện các hành vi đòi nợ, siết nợ trái pháp luật. Vậy theo thạc sĩ, đâu là những giải pháp để hạn chế tối đa những vấn nạn vừa nêu ạ? Thứ nhất, đó là dưới góc độ của cơ quan nhà nước thì công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành nghề kinh doanh tài chính dễ phát sinh tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thì cần phải được tăng cường. Đồng thời thì chúng ta cần phải chủ động giám sát, phát hiện cũng như là xử lý kịp thời các cái đối tượng băng đảng có cái hành vi cho vay lãi nặng khi mà những cái băng nhóm này vừa manh nha hoạt động. Thứ hai đó là chúng ta cần ban hành các cái chính sách hỗ trợ các hoạt động cho vay hiện nay. Thì chúng ta có thể thấy là hiện nay cái kênh vay tài chính tiêu dùng được cung cấp bởi các cái tổ chức tín dụng đang được thúc đẩy để nhằm làm giảm cái nạn tín dụng đen. Và đây cũng là cái giải pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia. Thì như vậy thì dưới góc độ cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp liên kết, chia sẻ các cái cơ sở dữ liệu về dân cư cũng như là căn cước công dân giữa các cái cơ quan nhà nước, cần hỗ trợ các cái tổ chức tín dụng nhằm xác thực các cái thông tin về nhân thân của người vay, giúp rút ngắn thời gian vay vốn và từ đó giúp cho người dân tiếp cận cái nguồn vốn chính thống nó nhanh chóng. Thứ ba thì ngoài ra chúng ta cần hoàn thiện cái hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, trong đó bao gồm các cái quy định về cho vay trực tuyến cũng như là các cái quy định hình sự về tội cho vay lãi nặng. Thì điều này không những là tạo điều kiện thuận lợi để xử lý kịp thời các cái sai phạm mà còn giúp cơ quan nhà nước có thể là xác định được các cái hành vi cho vay nặng lãi để kịp thời triển khai các cái biện pháp làm giảm cái tình trạng tội phạm. Bộ Công an cho biết sẽ chỉ đạo điều tra mở rộng đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm tốt công tác thu hồi nguồn tiền từ hoạt động tín dụng đen. Vậy nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như thế nào thưa thạc sĩ? Thì hiểu một cách đơn giản, rửa tiền là cái hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp thức hóa cái nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Thì từ đó tạo ra một cái vỏ bọc hợp pháp hóa cho các cái tài sản thu được bất chính này. Thì đối với tội rửa tiền hiện nay được quy định tại điều 324 của Bộ luật Hình sự với cái mức hình phạt lên đến 15 năm tù. Ngoài ra luật cũng chỉ quy định một cái loại hình phạt chính, đó là phạt tù có thời hạn đối với cái tội phạm rửa tiền. Điều này nó thể hiện cái đường lối xét xử nghiêm khắc đối với cái loại tội phạm này. Thì để giải quyết cái vấn nạn rửa tiền thì theo tôi đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp, cần phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức cũng như là các cái chủ thể khác trong xã hội. Nói qua thì chúng ta có thể kể đến một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất đó là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền, và đây cũng là cái điều kiện tiên quyết để góp phần phòng chống rửa tiền ở nhiều quốc gia. Và để thực hiện được điều này thì trước hết chúng ta cần phải rà soát tổng thể lại các cái bất cập trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời chúng ta tham khảo các cái kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện cái khung pháp lý về phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Thứ hai là các cái chủ thể như là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, vân vân phải kịp thời có các cái báo cáo đối với cơ quan nhà nước và phải lưu giữ tất cả các cái chứng từ liên quan đến các cái giao dịch mà có giá trị vượt ngưỡng phải báo cáo.
Đồng thời các cái tổ chức tài chính cần phải nhận biết, xác minh được khách hàng của mình, cập nhật thông tin khách hàng cũng như là phân loại khách hàng theo cái mức độ rủi ro về rửa tiền. Thứ ba là chúng ta cần phải định nghĩa và quy định rõ hơn về cái nghĩa vụ đối với các cái tổ chức cá nhân liên quan đến việc báo cáo về các cái giao dịch đáng ngờ. Đồng thời thì sung ngay vào ngân sách nhà nước đối với những cái giao dịch rửa tiền khi bị phát hiện. Đồng thời cơ quan nhà nước thì chúng ta cũng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cái chính sách, quy định, quy trình và các cái thủ tục liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền. Từ đó chúng ta kịp thời xử lý các cái vi phạm nhằm mục đích răn đe, cũng như là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cái chủ thể. Xin cảm ơn thạc sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng phần trao đổi vừa rồi với thạc sĩ Liên Đăng Phước Hải sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn toàn diện hơn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục ý kiến bạn đọc. Ứng dụng Phúc Tự Thanh đạt số không độ, tăng nghiệp number one, đúng như tiên, dư tiên. Bực đến không độ sao? Hay, ứng dụng chỉ vậy sao đi? Căng thẳng, mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên, dầu BCCC và vitamin C. Sảng khoái, tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ, không lo căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ứng dụng Phúc Tự Thanh đạt số không độ, tăng nghiệp number one, đúng như tiên, dư tiên. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 10 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Y tế đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 56/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Dự thảo quy định viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng sẽ được hưởng mức phụ cấp 100%. Bài viết đề xuất tăng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế sau khi được đăng tải trên blo.vn đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc như: việc cần phải làm ngay và luôn, cần thiết và nên làm ngay để ổn định đời sống nhân viên y tế hơn, hay lúc dịch bệnh xảy ra mới thấy hết được những gì mà họ đã hy sinh vì sức khỏe cộng đồng. Chiều ngày 9 tháng 8, nhiều người dân tại công viên dọc đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một bức xúc với cảnh một nam thanh niên liên tục đổ nhiều thùng rác xuống sông Sài Gòn. Bài viết dân bức xúc hình ảnh nam thanh niên liên tục đổ rác xuống sông Sài Gòn sau khi được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc như: ý thức bảo vệ môi trường ở đâu không biết, nên phạt nặng cho vớt rác trên sông một tháng, vô ý thức quá phạt nặng mới sợ, hay phạt thôi chưa đủ bắt đi vớt gấp 10 lần số rác đổ xuống. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 11 tháng 8 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Sạch Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.